cha 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 la 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 la. Ê mấy bộ, tới giờ rồi kìa, tập hợp đi sư phụ la bây giờ á. Phụng sư muội, tập hợp kìa. Một hàng ngang tập hợp. Sao lì dữ vậy ta? Hổ Phụng, tập hợp kìa. Sư phụ vô rồi kìa, tập hợp đi. Chánh nha con, đừng lấy sư phụ hộ tôi, không sợ đâu. Chánh ra, để em đi chơi game nha, lão tôi quất luôn á. Bảo. Dạ. Em chào sư phụ. Mệt ghê nha, đã nói là tôi không có phục ông đâu, không có phục ông làm đại ca đâu mà. Bội à. Muốn nói vậy. Xin lỗi sư phụ. Kêu tập hợp nãy giờ mình tập hợp đâu ha. Hay thật. Rõ ràng là sư phụ đã nói với tất cả các em là Long là đại sư huynh đúng không? Tại sao các em không nghe lời? Tại bọn em không có phục. Dạ. Tại sao lại không phục? Thế bây giờ nhá, sư phụ sẽ đề cử Phụng là đại sư tỷ. Em có phục không? Thì tất nhiên là em không phục rồi. Ông làm đại sư huynh tôi cũng không phục. Khi nào tôi làm đại sư tỷ tôi mới phục. Thôi, chuyện là do sư phụ quyết. Sư phụ đã nói Long là đại sư huynh thì Long chắc chắn là đại sư huynh. Còn nếu mà ai không phục, cánh cửa luôn luôn mở rộng, mời các em đi ra và không bao giờ trở về nữa. Bye bye. Long, sang đây. Dạ. Dạ sư phụ. Sư phụ đưa cho em một cái gọi là báu vật, em không được cho ai động vào đây. Một cái ngón tay cũng không được, nghe chưa? Dạ dạ dạ. Đây là một vật báu cực kỳ quan trọng. Dạ. Nhớ chưa? Dạ. Sư phụ cứ yên tâm đi. Em thề là em đem cái tính mạng ra bảo vệ an toàn cái này luôn. Được rồi, cảm ơn. Dạ. Cho các bạn khởi động đi. Dạ. Sư phụ đi ra. Bye bye sư phụ nha. Nghe chưa? Ra khởi động lẹ đi, đứng có làm gì nữa. Rồi, từ. Dữ vậy? Nãy giờ nó có chịu nghe không? Rồi vậy mà chịu không? Ừ. Bội quá. Không hiểu tại sao sư phụ lại đưa cái bóng vật cho thằng đó nữa. Nên lại phải cho mình chứ. Ồ, đúng rồi. Tôi mới là người xứng đáng làm đại sư tỷ, cho nên là phải đưa cho tôi mới đúng. Mà không biết trong cái hộp nó có gì nữa. Ê, tôi nghĩ á hả, cái trong cái hộp đó đó là phải có một cái gì đó rất là quý hiếm, phải gia truyền của nhà sư phụ truyền lại á, rồi sư phụ mới đưa cho nó giữ á. Tại vì biết sao không, tôi thấy trong mấy phim kiếm hiệp á hả, đại sư huynh thường được sư phụ giao cho giữ báu vật á. Ghê chưa? Không biết hình thù nó ra sao, nhưng mà đáng lẽ cái hộp đó phải được giao cho tôi với bà giữ, đúng không? Đúng rồi, phải là đưa cho tôi mới đúng. Ê, nói vô kìa. Nói nghe nè. Hay là bây giờ mình chơi nó một vố đi. Chơi sao? Bây giờ nha, mình sẽ trộm cái báu vật đó. Cái xong rồi hả, tụi mình sẽ nói với sư phụ giác trước nó. Tụi mình lên đại sư tỷ. Được á, ok. Yeah. Ê trời, làm giùm mình thôi. Đâu ra vậy?
Hai người làm gì mà đứng trước quán tôi nói chuyện gì vậy? Ờ, có gì đâu. Nó nghe. Cái gì vậy? Thấy cái thằng đó không? Thằng áo xanh, dày xanh, tóc đen á. Quần đen luôn á. Đâu? Thằng nào? Thằng Long á. À, đúng rồi. Thằng Long. Ờ. Mà có gì không? Nhìn kỹ. Nhìn kỹ, banh hai mắt ra nhìn kỹ. Ờ, có thấy cái hộp trên tay nó không? Cái hình vuông vuông á. Đâu? Cái hộp vuông vuông vậy nè. Cầm trên tay kìa. Có đâu? Trời ơi. Ủa, nó nhét vô áo rồi. Nhét vô áo, nó vừa mới nhét vô áo xong đó. Đúng rồi, thấy cái áo nó phục phục. Ủa, mà hộp, cái là hộp gì mà mấy người quan tâm vậy? Nè nha, cái hộp trong trọng á, nó có rất là nhiều báu vật. Mà báu vật quý hiếm, gia truyền của sư phụ tao á. Phụ tao đưa cho nó giữ á, mà không đưa cho tụi tao. Bởi vậy không? Cho nên á, bây giờ có phi vụ nè, làm không? Làm đi rồi trả, hậu hĩnh đi cha. Được. Mấy cái vụ mà khám phá bí mật của người khác á, tôi thích lắm nha. Vậy đồng ý đúng không? Bà bán nước sao cho hai người đau bụng vậy? Bán nước kiểu gì vậy hả? Trời dẹp chuyện đó đi. Bây giờ cứu người là quan trọng. Đứa rồi đi. Bây giờ cứu người. Nhưng mà cái này là giận mất ly thân. Bỏ không có được. Trời ơi, chứ giờ sao ông định bỏ mặt nữa hả? Thôi được rồi, tôi giữ cho lấy rồi lắm. Được rồi. Đưa đi, tôi quên ơi, em đau bụng em sắp chết nè. Trời ơi, đi đây giữ cho. Đi mà. Trời ơi, tức là gì? Trời ơi, đừng quên cái giỏ này. Chích chứ gì? Không thấy hả? Chích ai? Thì chích hai người đó đó. Ủa, ông biết chích hồi nào vậy? Trời, thì ba tôi là bác sĩ, không lẽ tôi không biết được gì hả? Biết chút chứ. Giờ bà đè hai người tôi chích cho. Hãy lớn đè ra tôi chích cho. Hết bệnh rồi. Không sao, đừng lo. Thua kêu này, ta bày kêu khác. Đúng. Đây có gì vậy ta? Thế mà không được, mở ra sư phụ đánh chết luôn á. Mà nhận cái nhiệm vụ bảo vệ bảo vật này cũng khó chứ bộ. Mà thôi kệ đi, vì uy tín của bản thân, bằng mọi giá phải giữ được cái này. Cái gì vậy? Thằng này, đưa vàng bạc châu chấu cho tụi tao. Nếu đưa thì mày sẽ sống, còn nếu không đưa, mày sẽ chết. Từ từ, Sĩ có ý kiến được không? Nói đi. Bỏ ra cái mới nói được. Ê, đi chánh nắng hả? Đúng rồi, ông quyết định nhân. Cái này là cái xì tai để ông trộm cướp á, biết không? À, cái xì tai, trời đẹp hơn. Ê, chỗ cái gì á?
em đâu có tiền đâu. Mấy anh chị bữa sau đi, bữa sau cướp nha. Lấy chuyện hộp. Đúng rồi. Không được. Đưa đây. Trời ơi, mày cái hộp này đâu có được. Hộp này của sư phụ em á. Sư phụ đúng rồi. Ở đây đâu. Đưa đây. Trời ơi, tha cho em nữa mấy chị đẹp gái, anh đẹp trai. Tha đi. Nhưng mà sao nó biết được là mình đẹp trai đẹp gái? Mẹ, nó hay mặt mình rồi hả? Tao nghĩ tụi mình phải thật là cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không thôi là nó biết cái kế hoạch ăn trộm cái báu vật của sư phụ là chết ngắt hết cả đám đâu. Vậy bây giờ tụi mình làm lại lần nữa đi. Giờ mình sẽ làm cẩn thận hơn, đúng không? Có làm được. Làm lại. Sao mày biết tụi tao đẹp trai đẹp gái hả? Sao mày đoán đúng quá vậy? Em đoán đại mà đúng không? Đúng không? Hay quá, tao làm quen. Trời ơi, cái gì vậy? Ê, lỗi trời ơi. Bây giờ nó tóm lại mày đưa cái hộp đi. Đưa cái hộp thì xong. Không rồi là chết. Nó là không rồi mà. Cái thằng này lì thiệt á nha. Bực bội à. Bây giờ tôi quyết định hai người nhào vô đánh nó. Ủa mắc nữa gì bà không vô mà bắt tụi này vô. Trời ơi, thì tôi có biết võ đâu. Hai người biết võ nhào vô quýnh nó. Tôi đứng tôi cổ vũ cho. Cố lên. Đúng rồi. Càng đánh đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời, tôi biết hai người là ai luôn á. Hổ là Phụng rồi đúng không? Hổ là ai vậy? Hổ Phụng đó con nè. Tôi đâu có quen Hổ đâu. Nhào vô đi. Tôi biết từ nãy giờ rồi. Không có nói gì. Mày đang chốc lẹt. Không nói gì tôi nè. Đúng rồi. Đánh nó. Trời ơi. Chuồng là thưởng sách. Thôi, tao chuồng trước nha. Lại đi đâu á? Gì vậy? Tụi đó định ăn cắp báu vật của sư phụ. Lên đây, trong vòng 3 nó nha. Cho ba đứa quỳ lên đây, đúng một hàng ngang. Đi lên. Nè sư phụ, báu vật của sư phụ nè. Cảm ơn. Tự mở ra đi. Nhanh lên. Dạ sư phụ. Phụng nè, Hổ nè, con này là con Y Như Ngố nè. Tại sao lại bịt mặt rồi đeo kính râm? Rồi đến đây làm cái gì thế? Dạ, tại sư phụ do bảo vật cho Long giữ mộng giao cho tụi con nên tụi con muốn hạ Long. Nhưng mà không ngờ Long lại mạnh như vậy. Sư phụ dạy cho các em cách để bảo vệ bản thân mình, để phòng vệ cho bản thân mình. Và cái đấy cũng là cái mà Long mong muốn. Thế nên Long học rất là tốt. Bây giờ phạt mỗi đứa 50 cái hit đất luôn mọi người. Xí, chị ơi, em đâu có nằm trong lớp này đâu. Vậy là em khỏi cần đúng không chị? Em về trước nha. Quốc có quốc pháp. Lớp học có luật của lớp học. Em bước chân vào đây, tức là em đã ở trong lớp học của ô mai xấu. Và em phải hit đất cùng mọi người. Bắt đầu, tính lên. Làm đi. Nhân tiện đây thì sư phụ cũng nói cho các em biết luôn là ở đây không có một cái bảo bối nào hết, ngoại trừ là đây chính là hộp ô mai xấu mà bác của sư phụ đã mang từ ngoài Bắc vào trong đây cho sư phụ ăn. Và sư phụ nhá là rất là tốt bụng nhá, muốn cho các em ăn cùng mà cũng không được nữa, nên bây giờ sư phụ lại đành phải ăn một mình thôi. Chúc các em ở lại hít đất tốt, bye bye. Gì kỳ vậy? Sư phụ, em có giữ mà. Tại ba người hết trơn á. Hít đất lẹ đi. Ai biết đâu, tưởng sư phụ giấu báu giùm gì chứ bộ. Lẹ lên cho tôi, đủ 50 cái đó biết chưa. Nhanh lên.